Vlog này đây. Hơi nhầm máy Ha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này, vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc giờ thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi để hiểu điện thoại em hết pin. Có thể coi là bình thường, yêu gần một tháng không gọi được em, anh gần như mất đi phương hướng. Anh không thể hiểu lý do nó khiến em ra đi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân, vậy em buông tay vì điều gì? Anh đã thử, thử cách trốn chạy nỗi đau. Từ lướt Tinder và đến Facebook của cô tỏ ra là mình ngầu. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu. Người ta đến bên anh chơi vui, khi anh buồn họ đau thấu. Mấy cô gái mà anh trò chuyện không ai làm được như em cả. Chẳng ai khóc nức vì anh. Mỗi khi xảy ra cuộc cãi vã, nhưng cũng vì vậy mà thầm ban ngày từ lúc làm quen. Thế bao này từ nay về sau, quý khách không được gọi đến.